Vâng, trước màn hình chúng ta đó là một tác phẩm mà anh Minh Dưỡng giới thiệu là Song Thụ. Vâng, xin mời anh Minh Dưỡng có thể giải thích kỹ về cái tác phẩm Song Thụ này cho khán giả. Cây Song Thụ này thì Minh Dưỡng trước đây là hai cây rời nhau, sau đó Minh Dưỡng đã ghép vào thành hai cây và đặt tên là Song Thụ. Căn cứ vào hai cây trực rời nhau lúc đầu, mình ghép vào mình có điều chỉnh cái bộ tổng thể tán. Nên bây giờ được như này, trong khoảng 2 năm sau thì sẽ hoàn thiện. Và trong khi chờ thời gian hoàn thiện, mình vẫn phải nuôi những cái canh thở để tạo lên những cái u cục của thân và độ méo của thân. Nó rất quan trọng. Đây chúng ta quan sát kỹ cùng các cái canh thở này để tạo sự u cục theo sự giải thích của anh Minh Dưỡng. Độ méo thân. Với cái tác phẩm này thì anh Minh Dưỡng nói là 2 năm nữa thì sẽ cho chúng ta một tác phẩm hoàn hảo có thể tham gia được triển lãm. Mình cảm giác bây giờ nó là phôi thôi nhưng đứng ở vị trí nào cũng cảm thấy đẹp. Chiều cao của tác phẩm cỡ 1,5 m ạ, 1,5 m đến 1,6 m. Chiều ngang chưa có tán thì bây giờ đã là 1,4 m rồi ạ. Chúng ta tiếp tục đến với tác phẩm phôi số 2. Trong khu vực này anh Minh Dưỡng muốn chia sẻ ạ. Vâng, đây xin mời anh Minh Dưỡng ạ. Đây là một cái phôi mà cũng phải nói là cũng rất là quý tại nhà vườn. Được phôi thể hiện từ bộ bệ rễ đến thân cốt rất là già. Điểm rất đẹp, điểm chùn. Điểm nhấn của tác phẩm này là điểm chùn này. Điểm chùn của rất già, rất già. Ngoài vô số những tác phẩm trên chậu ra, như các bạn thấy qua màn hình, thì còn có một cái tác phẩm nằm dưới đất mình cũng thấy khá ấn tượng. Vâng, cũng rất muốn anh Minh Dương anh Dương chia sẻ. À, lên bê tông ạ. Trồng ở dưới nền bê tông. Trồng ở dưới nền bê tông. Nhưng mà bộ đế trải rất đẹp. Có một chút mưa nên là bộ bệ này nó màu ánh đồng lên, thể hiện sự già lua. Ôi, một tác phẩm có bộ cốt cực đẹp mà anh ấy để cạnh dặn rào. Tại vì thực tế trong khu vườn này anh có quá nhiều những cây khủng. Đây một tác phẩm một tác phẩm nằm ở dặn rào nữa ạ. Vâng, các bạn dặn cổ đẹp quá. Ở phía trên vương lá nên mình không quay rõ được, để các bạn nhìn rõ được thì mình quay qua cái bộ phần bệ rễ. Ôm đá này là đá gì đấy ạ? Đá bọt. Đá bọt ạ? Đá bọt để cho thấm thủy lên đúng không ạ? Một cái lồng vừng là cực khủng. Một người ôm. Đấy, hai cây. Anh xử lý bộ đế cũng khá kỹ. Chùn hết rồi. Bây giờ chỉ đợi làm tay là xong. Tiếp theo chúng ta đến với cả một cây trực hoành. Gốc cũng rất là lớn. Cái đặc điểm của bên gốc phôi của nhà vườn Minh Dưỡng, họ xử lý cái bộ gốc đế là khá kỹ. Còn phía tầng cây tán thì như mình đã từng nói với các bạn là phải tầm 2 đến 3 năm thì tất cả các cây tán hoàn thiện tạo nên độ dăm của tác phẩm. Đây một cây chính trực. Theo như sự giải thích của anh Minh Dưỡng thì cây này gọi là cây chính trực ạ. Gốc cũng khá lớn. Đặc biệt và ấn tượng nhất vẫn là những cái đường rễ chạy.
thân gốc thì rất là rồi. Các bạn có thể hình dung được cái độ chùn của cái gốc này không ạ? Chúng ta đến với cây giáng trực hoành. Vâng, anh Minh Dưỡng giải thích qua một chút để chúng ta hiểu thêm ạ. Một cái cây trực hoành phải nói là từ cái cây tán tầng được phá ra, đổ ra thể hiện ở cái bộ bệ và thân. Bây giờ chuyển thành cây trực hoành rất nghệ thuật. Tuy nhiên là nó bị lấp lá nhiều nên là cái điểm nghệ thuật ở trên này quý vị không nhìn thấy toát lên được, nhưng từ cái bộ bệ gốc bệ và trên này cái điểm nghệ thuật đường tay trực đạo và tay hoành. Hòa thực với mức cái bộ bệ này thì đứng ở vị trí nào cũng cảm thấy đẹp, tại vì làm rất là kỹ. Cây này xem được bốn mặt, bộ bệ này rất là nhũn. Vâng, đó chính là lý do tại sao là anh Dưỡng anh trồng trong một cái chậu tròn rất là lớn. Đường kính của cái chậu này phải đến 1m2 ạ. Phải 1m4. 1m4, vâng, rất là lớn. Đây là góc còn lại của tác phẩm này. Mình sẽ quay chi tiết một chút để các bạn hình dung được cái vẻ đẹp của cái bộ đế rễ này. Cây thì cực kỳ già rồi. Hòa thực trong khu vườn này vô số những tác phẩm lớn mà gốc nào anh Minh Dưỡng cũng chọn lựa một cách rất là kỹ càng trước khi cho lên chậu và chế tác tại khu vườn này. U khá lớn, một cái u khá lớn. Cái u số 2, u tử ạ. Và đây là tổng thể của tác phẩm. Nhân tiện mình đưa các bạn tới cái này là tham quan cái hai thân bên cạnh ạ. Cái hai thân rất đẹp. Từ bộ bệ đến đường, hai thân đuổi nhau rất đẹp. Một cây giáng trực khá tượng, cây này khá cao, chiều cao mình cảm giác phải đến 2,5 m ạ. Cây này thì chắc chắn phải một người ôm rồi. Cây này thì cao khoảng 1,5 m. 1,5 m ạ? 1,5 m là anh chưa tính phân tán. Bộ rễ rất đẹp. Vâng, tương tự như những cây khác, cây này cũng phải 2 năm nữa thì mới ra các tầng tán đẹp cho tác phẩm. Và bây giờ mình đưa các bạn tới tham quan một loạt những tác phẩm hoàn thiện rồi trong khu vườn, được trưng bày ở khu vực trung tâm của khu vườn. Đây là một tác phẩm giáng trực hoành, chiều cao của tác phẩm có 1 m thôi nhưng chiều ngang phải đến 2 m. Chúng ta tiến vào phần gốc một chút. Tán rất dày rồi. Một cây xanh chiều cao khiêm tốn chỉ có khoảng tầm 80 cm thôi. Từ xa thì các bạn có thể hình dung được cái bộ đấy dễ ạ. Tác phẩm khá cân đối. Chiều ngang mình cảm giác cỡ khoảng độ tầm 1m1. Một khu vườn vô cùng giá trị, rất nhiều những tác phẩm đẹp. Vâng, và cuối cùng mình đưa các bạn tới tham quan
một cây tùng. Cây tùng La Hán khá cao, chiều cao phải đến 2,5 m ạ. Có lẽ cái cây này là cây cao nhất trong khu vườn này. Và thưa các bạn, đây là tổng thể của tác phẩm. Tay tán họ làm rất là kỹ. Gốc cực lớn, mình sẽ dùng găng tay để các bạn hình dung. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.